Xin chào các bạn, mình là Trúc Nhi, rất vui được đồng hành cùng bản tin Văn Lang News số 14. Tháng 10, người dân vui mừng khi thành phố Hồ Chí Minh đã nới lỏng giãn cách, bắt đầu những ngày trở lại cuộc sống bình thường mới. Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ những tín hiệu tích cực, hơn lúc nào hết, mình nghĩ các bạn sinh viên Văn Lang đang mong chờ trở lại trường học tập trong thời gian sớm nhất. Trong suốt khoảng thời gian học online, sinh viên Văn Lang đã rất nỗ lực vượt khó, thích ứng với hoàn cảnh. Nhà trường cũng không ngừng tổ chức các chương trình online ý nghĩa để nhịp sống ngày giãn cách được tiếp thêm năng lực tích cực. Nào, hãy cùng Trúc Nhi nhìn lại chuyển động Văn Lang tuần qua với những tin vui chào đón tháng 10 nhé! Tin vui khởi đầu tháng 10, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Văn Lang đã chính thức thành lập, được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Phong khẳng định viện sẽ sớm trở thành một viện kiểu mẫu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, quy tụ nhiều nhà khoa học của Việt Nam và thế giới đến làm việc và hợp tác nghiên cứu, góp phần đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của trường theo các chuẩn mực quốc tế và thực hiện thành công mục tiêu đưa Đại học Văn Lang trở thành đại học đẳng cấp quốc tế theo lộ trình hội đồng trường đã vạch ra. Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng từ Nhật Bản, Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Bỉ, Israel. Tại thời điểm hiện nay, viện đã có 14 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, trong đó có nhiều nhà khoa học trẻ xuất sắc, có nhiều công bố quốc tế nổi bật, đạt một số giải thưởng khoa học danh giá cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, tất cả đều tốt nghiệp tiến sĩ từ các trung tâm đào tạo xuất sắc của nước ngoài hoặc đã có nhiều năm làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu các nước tiên tiến. Một số cá nhân nổi bật như tiến sĩ Nguyễn Trương Thanh Hiếu, phó giáo sư Phan Thế Long. Viện còn được các nhà khoa học nổi tiếng của thế giới làm cố vấn như giáo sư Naftali Arbach, nhà khoa học vật lý năng lượng cao nổi tiếng của Israel, giáo sư Morimitsu Tanimoto, nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng người Nhật, giáo sư John Ely, chủ tịch hội hóa học phân tích Hàn Quốc, giáo sư Nguyễn Minh Thọ, nhà khoa học nổi tiếng của Bỉ, giáo sư Hoàng Ngọc Long, nhà vật lý lý thuyết người Việt Nam. Hy vọng với tiềm lực nổi trội, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ xây dựng tầm nhìn đến năm 2031 sẽ đưa Đại học Văn Lang trở thành một trường đại học nghiên cứu thuộc top những đại học tốt nhất châu Á và thế giới. Với các ngành khoa học mũi nhọn là vật lý, khoa học vật liệu, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, nano, chào mừng các nhà khoa học tài năng gia nhập trường Đại học Văn Lang. Hơn 5.000 sinh viên Văn Lang vừa trải qua tuần lễ Career Week 2021 do Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên lần đầu tiên tổ chức. 5 buổi webinar, talk show, đối thoại với khách mời là những chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, truyền thông, thiết kế, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về xu hướng ngành nghề mới trong bối cảnh hậu Covid-19. Đó đều là những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu, đúc kết từ hành trình của các khách mời, đặc biệt là những anh chị ở vị trí quản lý và tuyển dụng nhân sự các công ty lớn. Bạn cũng có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube Trường Đại học Văn Lang nha. Kính thưa quý vị và các bạn, tuần lễ hướng nghiệp là một động thường niên của thầy và trò Trường Đại học Văn Lang. Năm nay được sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên long trọng tổ chức tuần lễ hướng nghiệp trên nền tảng trực tuyến. Chúng tôi mong đợi sẽ giúp cho các bạn sinh viên nâng cao được kiến thức, kỹ năng, thái độ và có được cho mình những thông tin vô cùng quý báu từ thị trường lao động đang bị tác động mạnh mẽ bởi yếu tố công nghệ và yếu tố Covid. Các diễn giả tham dự chương trình không chỉ là những chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực hướng nghiệp mà còn là các CEO, các chủ các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Chúng tôi kỳ vọng tuần lễ hướng nghiệp năm 2021 sẽ là hoạt động khởi động cho ngày hội việc làm được tổ chức trên nền tảng trực tuyến tại Đại học Văn Lang vào tháng 11 này. Và thật sự rất trân quý và hạnh phúc, trong mỗi một đêm diễn ra tuần lễ hướng nghiệp năm 2021, chúng tôi đã đón tiếp hơn 1.500 các bạn sinh viên tham gia vào chương trình, đóng góp ý kiến và đặt những câu hỏi tương tác với các vị diễn giả. Và chương trình đã kết thúc để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng các diễn giả và các bạn sinh viên. Và một điều nữa không thể không kể đến, đó là trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của rất nhiều doanh nghiệp thông qua các phần tài trợ về học bổng và các quà tặng nhằm động viên các bạn sinh viên Văn Lang. Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên sẽ dần trở thành một điều bạn, một cái tên quen thuộc trong quá trình hình thành phát triển năng lực của các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Văn Lang. Tin vui tiếp theo đến từ thành tích của sinh viên Văn Lang tại những cuộc thi chuyên ngành ngoài trường. Nhóm VLU Dream Makers khoa xây dựng đã hoàn thành chặng đường dài tại cuộc thi The Future Civil Engineers do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với 2 giải thưởng, giải khuyến khích chung cuộc và giải phụ tiếng Anh xuất sắc nhất. 5 chàng sinh viên do thạc sĩ Lê Đỗ Phương An và thạc sĩ Trần Thành Trung hướng dẫn đã mang đến chương trình dự án School of Dreams, xây dựng trường mầm non trong mơ dành cho trẻ em dân tộc Cờ Ho với vật liệu từ vỏ trấu cà phê. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ đội trưởng bạn Trần Phú sau hành trình ấn tượng này nha. Xin chào tất cả khán thính giả của Văn Lang News.
Rất vui vì hôm nay mình có cơ hội được chia sẻ với mọi người về quá trình hình thành và phát triển của dự án School of the Dream, Văn Lang Kindergarten. Đây là ý tưởng xây dựng một ngôi trường mầm non cho các em người đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở địa phương của mình, cụ thể là làng La Ông, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Bọn mình muốn mang đến cho các em một cái điều kiện học tập tốt nhất, giúp các em có thể hòa nhập và có một cái môi trường để học hỏi, sáng tạo và phát huy những giá trị cốt lõi của Văn Lang. Điểm đặc biệt của dự án đó là bọn mình đã tận dụng nguồn vỏ trấu cà phê thải ra sau mỗi mùa vụ để nghiên cứu tấm panel và tấm cách nhiệt cho công trình, để làm các vật dụng như bàn, ghế, nội thất, từ đó có thể giảm thiểu được chi phí xây dựng, góp một phần nào đó để bảo vệ môi trường ở địa phương. Bọn mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi được sự ủng hộ và đón nhận nhiệt tình từ ban giám khảo, nhà tài trợ và thầy cô cùng các bạn sinh viên. Đó là niềm động lực to lớn để giúp team tiếp tục phát triển và nghiên cứu dự án trong tương lai. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tạo ra một sân chơi rất là vui và bổ ích. Và gửi lời cảm ơn đến ban chủ nhiệm khoa, cô Lê Đỗ Phương An, thầy Trần Thành Trung cùng Đại học Văn Lang đã luôn ủng hộ và giúp đỡ team trong suốt thời gian qua. Chúc thầy cô và các bạn có một sức khỏe tốt và hẹn gặp nhau vào ngày đi học trở lại. Xin chào. Nói tiếp bảng thành tích, tuần qua, 9 tác phẩm của các bạn sinh viên ngành thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp và thiết kế đồ họa khoa mỹ thuật và thiết kế xuất sắc có tên trong danh sách Top 25 cộng 5 cuộc thi Designed by Vietnam 2021 thuộc khuôn khổ tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021. Chương trình gồm chủ hoạt động đa dạng tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam thuộc các lĩnh vực thiết kế truyền thông, thiết kế đồ nội thất, thiết kế vật dụng trang trí, thiết kế trang phục và thiết kế công cộng. Các tác phẩm của sinh viên Văn Lang sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện trong tháng 10, sau đó triển lãm, bình chọn và tham gia vòng chung kết từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021. Chúc mừng khoa mỹ thuật và thiết kế Trường Đại học Văn Lang. Đã trở thành thói quen, đầu mỗi tháng gia đình Văn Lang đón đọc tạp chí Sinh viên Văn Lang định kỳ. Xem lại tin tức một tháng đã qua cùng nhiều câu chuyện thú vị chưa nhiều người biết. 10 tháng trôi qua, 10 số tạp chí đã ra mắt với chất lượng nội dung và hình thức cải thiện từng tháng, thân thiện và mang chất riêng của Văn Lang. Mời các bạn cùng đón đọc tạp chí Sinh viên Văn Lang số 10, phát hành vào thứ hai đầu tuần. Hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đặc biệt của tháng 9 đã qua nha. Tháng 10 bắt đầu với chuyển biến tích cực trong đại dịch. Xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô khối ngành sức khỏe trong tổ tư vấn y tế cộng đồng Văn Lang, biệt đội anh hùng của gia đình Văn Lang trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh. Gần 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tư vấn online về phòng chống Covid-19, tiêm chủng vaccine và mọi vấn đề sức khỏe, các thầy cô đã làm việc không ngơi nghỉ, giúp hàng trăm gia đình yên tâm và kiên định hơn vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Mời các bạn cùng gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Việt Phương, một trong những nhân sự nòng cốt của tổ y tế cộng đồng Văn Lang. Xin chào tất cả mọi người. Là một bác sĩ đã từng và tham gia chống dịch ngay từ những ngày đầu bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, thì khi tổ y tế được thành lập thì nhà trường đã phân công các thành viên trong tổ y tế tham gia, đã gần như đồng hành cùng với bệnh nhân F0 trong những giai đoạn khó khăn nhất. Không những là bệnh nhân F0 đến từ các giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên của nhà trường, mà còn hỗ trợ cả những người thân, cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường. Sau 2 tháng tổ y tế hoạt động thì rất vui và cảm thấy sự đóng góp của các bác sĩ trong tổ tư vấn trực tuyến của cộng đồng Văn Lang không hề nhỏ. Con số sau 2 tháng là 755 bệnh nhân F0 đã được điều trị và khỏi hoàn toàn. Một cảm xúc thật sự vui. Khi họ gọi điện đến chúng tôi với những lời cảm ơn thì họ đã rơi những cái giọt nước mắt mà không biết nói lời cảm ơn với các bác sĩ như thế nào, khiến chúng tôi cảm thấy được động viên và tiếp thêm nhiều cái động lực trong công tác phòng chống dịch Covid. Để kể đến những trường hợp tư vấn bệnh nhân Covid-19 trong những ngày qua, thật sự đối với các bác sĩ chúng tôi có rất nhiều câu chuyện cảm động mà không biết kể sao cho hết với những tâm tư tình cảm mà các bệnh nhân F0 đã gửi những cái lời nói đến cho chúng tôi. Họ thật sự là sống trong lo lắng và sự sợ hãi. Dịch Covid đang bắt đầu được khống chế và chúng ta phải xác định chống dịch của Việt Nam chúng ta và cũng như của thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên, vì dịch có thể bùng phát bất kể lúc nào khi chúng ta không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Tổ y tế trực tuyến của cộng đồng Văn Lang luôn thường trực
24/24 để tư vấn phòng chống bệnh dịch và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID tới tất cả mọi người. Tất cả các bác sĩ của khoa y trường Đại học Văn Lang luôn đồng hành cùng với mọi người khi cần và mang tới những thông điệp về sức khỏe, về niềm tin và luôn bên cạnh mọi người. Chia sẻ là lựa chọn của bạn, lắng nghe là sứ mạng của chúng tôi. Đó chính là thông điệp từ Trung tâm Tham vấn Tâm lý thuộc Khoa Xã hội và Nhân văn. Sau gần 3 năm thành lập, Phòng Tham vấn Tâm lý đã giúp đỡ nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên cần chia sẻ khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Trước những biến động lớn vì đại dịch, Tổ Tham vấn Tâm lý khởi động mô hình tham vấn online, cho phép các bạn hẹn giờ và đặt lịch tham vấn. Sau 2 tuần, thầy cô đã tiếp nhận hơn 30 trường hợp sinh viên cần trải lòng giúp đỡ. Xin chào quý thầy cô và các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang. Giờ đây tôi cảm thấy mình thật là may mắn vì tôi vẫn còn bình yên ở bên gia đình của mình. Tôi được làm công việc mà mình yêu thích hàng ngày. Và hơn thế nữa, tôi đang làm một việc mà ban lãnh đạo nhà trường, các giảng viên của ngành tâm lý học cũng như cá nhân tôi cảm thấy hết sức ý nghĩa. Đó là mang cái dịch vụ tham vấn tâm lý đến gần hơn với lại toàn thể học sinh, sinh viên cũng như là cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường Đại học Văn Lang. Mong muốn của ban lãnh đạo nhà trường cũng như là cá nhân tôi không có gì hơn đó là được chăm sóc, hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần cho tất cả những ai cần đến chúng tôi. Đó là cái sứ mệnh mà chúng tôi đặt ra cho mình. Để đáp ứng với nhu cầu tham vấn trong cái mùa dịch Covid thì Trung tâm Tham vấn Tâm lý mới chính thức khởi động cái hình thức là tham vấn online. Và cái hình thức này thì được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên, cho nên chỉ sau 2 tuần khởi động, chúng tôi nhận được khá là nhiều chia sẻ của các bạn về các vấn đề khác nhau như là học tập, về tình cảm, về vấn đề gia đình hay là các khó khăn khác ở trong cuộc sống. Bằng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ của mình thì các tham vấn viên của trung tâm sẽ lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và tìm cách là khơi gợi cái tiềm lực của các bạn cũng như là giúp cho các bạn có được một cái lựa chọn phù hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Cuối cùng tôi muốn nói là ngày hôm nay của tôi trải qua không tệ. Còn bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Hãy đến với trung tâm để chia sẻ. Không biết các bạn tân sinh viên khóa 27 đã dần quen với những buổi học online chưa nè? Các bạn ơi, dù online hay offline thì tại Văn Lang, ngoài những giờ học chính khóa, các bạn có thể trải nghiệm nhiều giờ học khác vô cùng thú vị, bổ ích như hội thảo, talk show, học kỹ năng, sự kiện mỗi tuần vô cùng nhiều. Các bạn nhớ theo dõi thông tin từ trường, từ khoa để không bỏ lỡ các chương trình hay nhé. Ngày 1 tháng 10, Khoa Công nghệ Trường Đại học Văn Lang kết hợp cùng Đại học Wageningen Hà Lan, Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường tổ chức thành công hội thảo quốc tế kết thúc dự án phát triển công nghiệp bền vững tại các nước đồng bằng của Việt Nam bằng cách tái sử dụng, tái chế và đa dạng hóa nguồn nước (Entire). Trong phần thảo luận với các nhà khoa học và 3 thành viên chính của dự án, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức NGO trong công tác môi trường đánh giá cao kết quả nghiên cứu và đưa ra nhiều hướng áp dụng cho các khu vực khác. Tiếp nối chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên, khoa dược, khoa điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học, khoa tài chính ngân hàng, khoa mỹ thuật và thiết kế, khoa công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, lễ nhập môn dành cho khóa 27. Hy vọng thầy trò sẽ sớm gặp gỡ, trò chuyện thân mật trong những giờ sinh hoạt trên giảng đường thời gian sắp tới. Ngày 26 tháng 9, khoa thương mại tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp dành cho tân sinh viên khóa 27. Chương trình có sự góp mặt của khách mời đến từ các doanh nghiệp, anh Nguyễn Hải Minh, giám đốc điều hành Wisdom Agency và Mylin Media, đại diện thị trường Việt Nam của Lander & Fitch, anh Nguyễn Rê, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Cleantech Chemical, anh Trần Lâm, founder July House và đang là đại sứ thương hiệu của Lazada. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ở nhiều lĩnh vực, các diễn giả đã phần nào giúp các bạn tân sinh viên có cái nhìn tiệm cận hơn với nghề nghiệp. Cũng trong ngày 26 tháng 9, các bạn sinh viên khóa 26, khóa 27, khoa quản trị kinh doanh tham gia chương trình định hướng chuyên ngành quản lý hệ thống thông tin và tìm hiểu lộ trình học tập, cơ hội nghề nghiệp. Thầy cô và khách mời đến từ các doanh nghiệp đã giải đáp những trăn trở về ngành nghề, định hướng tương lai của sinh viên. Khởi động hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm mới. Khoa răng hàm mặt phối hợp cùng công ty Many Dental tổ chức webinar đối diện thực tế lâm sàng, thu hút hơn 300 chuyên gia trong lĩnh vực tham dự. 3 đề tài báo cáo trong webinar đều là có tính ứng dụng cao trong thực hành, đáp ứng nhu cầu thực tế của bác sĩ nha khoa ở các chuyên khoa khác nhau. Buổi webinar diễn ra sôi nổi với những đóng góp chuyên môn, bổ sung kinh nghiệm hữu ích cho người tham dự có mong muốn phát triển trong lĩnh vực nha khoa. Tiếp tục với những tin tức tươi vui từ cộng đồng sinh viên Văn Lang, trước nhiên mời các bạn cùng xem lại những hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ, đời sống sinh viên Văn Lang trên mạng xã hội trong tuần qua. Và nhớ xem đến cuối nhé, có một cuộc thi rất hay ho dành cho sinh viên tụi mình đó. Xem ngay nha! Đầu năm học mới, các câu lạc bộ cấp khoa, cấp trường đã lên kế hoạch tuyển thành viên chào đón khóa 27.
Trong lĩnh vực thể thao, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ cầu lông đã mở phòng đăng ký thành viên khóa 27. Câu lạc bộ bóng đá Văn Lang University Football Club cũng đã đăng tải phòng đăng ký dành cho các bạn đam mê bộ môn thể thao vua. Nhóm City Crew cũng đã bắt đầu các vòng tuyển thành viên mới và đây là cơ hội dành cho các bạn đam mê giải đó nha. Đối với câu lạc bộ cấp khoa, câu lạc bộ tài năng Logistics VLU vừa bắt đầu đợt tuyển thành viên mới cho các bạn đam mê ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Văn Lang Tech Club đã kết thúc đợt chiêu mộ thành viên Gen 3. Các bạn sinh viên cứ mạnh dạn ứng tuyển câu lạc bộ phù hợp với sở thích cũng như khả năng của mình nha. Từ 0 giờ sáng nay, Trường Đại học Văn Lang mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt bổ sung. Trong đợt này, Văn Lang thông báo xét tuyển 40 ngành với mức điểm nhận hồ sơ dao động từ 16 đến 23 điểm. Các bạn thí sinh đăng ký online theo hướng dẫn trên website và fanpage trường đến hết ngày 9 tháng 10 nha. Đây là đợt xét tuyển cuối cùng của mùa tuyển sinh khóa 27 đó. Các bạn học sinh đừng bỏ lỡ nha. Ngày 26 tháng 9, công ty Sen Vàng chính thức công bố Trần Hoàng Ái Nhi sẽ là đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental, Hoa hậu Liên lục địa 2021 diễn ra tại Ai Cập vào ngày 29 tháng 10 sắp tới. Ái Nhi hiện đang theo học khóa 26 ngành Kinh doanh Thương mại trường Đại học Văn Lang. Ái Nhi là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc quốc gia như Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020. Với những thành tích ấn tượng tại đấu trường sắc đẹp trong nước, chúc Ái Nhi có thể tỏa sáng tại cuộc thi Miss Intercontinental sắp tới và mang vinh quang về cho nhan sắc Việt. Mở đầu tháng 10 bằng một sân chơi mới vui vẻ dành cho sinh viên Văn Lang. Từ đoạn vũ điệu dễ thương cuối MV Việt Nam tiến lên, sáng tác của bạn Lê Trung Kiên, sinh viên khóa 25 khoa quản trị kinh doanh, một cuộc thi mới toanh lần đầu tổ chức trên nền tảng mạng xã hội TikTok với tên gọi TikTok Dance Challenge Việt Nam tiến lên. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Các bạn sinh viên sẽ quay clip nhảy cover theo mẫu và đăng tải trên trang TikTok cá nhân chính chủ ở chế độ công khai theo hướng dẫn. Đây là dịp để các TikToker nhà Văn Lang trổ tài vũ đạo và khả năng sáng tạo của mình. Chần chờ gì nữa mà không tham gia? Những tin vui tạo không khí lạc quan hứng khởi đầu tháng 10. Mong rằng nhiều tin tốt đẹp sẽ nối dài niềm vui của trường và mỗi thành viên Văn Lang. Chúc đại gia đình Văn Lang thật nhiều sức khỏe, bình an, vững tâm vượt qua đại dịch. Văn Lang News hẹn gặp các bạn ở bản tin tuần sau nha. See ya!